như không con, chỉ có cháu ở kế bên thôi, là cũng như là tôi là nói chung đi mần mướn ở Bình Dương á. Dạ. Dịch Covid này là tôi mới về, về là trong cái thời điểm là ổng chết đi. Rồi phải giờ là tôi phải dính ở lại, là cũng như nói chung là mình có gì cho ba ăn đó, thí dụ như ăn canh rau cho rau, ăn cá cho cá, ăn chay thì cho đồ chay. Ở đây thì gia đình chị thì tháng 10 ngày, 10 ngày chay á. Rồi ăn gì là cũng nói bắt buộc bả là phải ăn theo cái đó chứ không được ăn tự do theo bả. Bây giờ tụi con trai thì mợ cũng phải sống theo tụi con vậy đó. À, được thì con phụ cho. Đúng là ngày đêm bà khóc mình nhìn. Hồi đó thì hai vợ chồng ở cái giường tre, nói chung là nó sập nát hết. 6 năm trời mà hai vợ chồng nấu cơm đổ xuống đó, rửa chén, lặt rau cái gì cũng đổ xuống đó, giặt đồ đổ xuống đó. Mà giặt đồ thì chỉ còn có một cái tay bóp thôi. Ở bến vậy thôi chứ còn không có giò hai tay được. Chào mừng bạn đã đến với kênh Long DK Hải Yến kết nối. Còn đây là một căn nhà nhỏ của cô 5 tiếng, nhưng căn nhà này vợ chồng nhà cô đã bán từ lâu để chữa bệnh. Giờ chỉ còn lại một góc nhỏ của phía bên cạnh nhà để cô Mai lương tựa. Vâng, Long DK xin mời quý vị cùng vào thăm cô Mai ạ. Dạ, con chào cô ạ. Dạ, cô khỏe không ạ? À, dạ, vào. Ôi, cô không nói được thì cô cũng nghỉ ngơi đây. Dạ, vào. Dạ, chào chị. Dạ, chào em. Em chúc chị một ngày cuối tuần vui khỏe ha. Dạ, em ở thành phố Tây Ninh. Dạ, em nghe nói cái hoàn cảnh của chị Năm ở đây rất là tồi. Thì chị là hàng xóm hay là như nào với chị Năm? À, cũng như là mợ, nhưng mà cậu với mợ gặp lấy nhau là 50 năm rồi. Dạ. Mà cậu với mợ là không có con. Dạ. Cậu bị tật cái bị thương hồi thời chế độ cũ á. Dạ. Là hai cái giò cậu đi không có được, cũng như cậu đi xin que á, đi không có được. Rồi cậu mợ nương náo với nhau là nay 6 năm là mợ bị thoái hóa cuộc sống, đi mổ ở chợ thành phố á. Dạ. Rồi đi mổ thành phố rồi cái kiểu gia đình khổ quá, không tiền bán 4 mét đất. Mổ xong cho bà về cái bà liệt luôn hai giò. Yeah. Rồi bà ngồi chỗ rồi ổng lay lắc lết ra đường nè, rồi xin người này ít người kia ít vậy đó. Yeah. Thấy hoàn cảnh khổ từ hồi nào giờ thì nói chung là khổ từ nào giờ. Nhưng mà cái cảnh mà cũng như đi xin ăn thì chưa đến đổi. Yeah. Thì bà khổ quá rồi mới ổng lết ra đường ổng xin. Cũng như người cho ít ít mua gạo mua này mua kia ăn rồi trên xã cũng hỗ trợ. Yeah. Rồi mới đây là hôm mùa Covid nè. Là ông cậu cũng bị mất. Hiện giờ hoàn cảnh ở gần mà mình thì không như không con, chỉ có cháu ở kế bên thôi, là cũng như là tôi là nói chung đi mần mướn ở Bình Dương á. Yeah. Dịch Covid này là tôi mới về, về là trong cái thời điểm là ông chết đi. Rồi phải giờ là tôi phải dính ở lại, là cũng như nói chung là mình có gì cho ba ăn đó, thí dụ như ăn canh rau, ăn cá cho cá, ăn chay thì cho đồ chay. Ở đây thì gia đình chị thì tháng 10 ngày, 10 ngày chay á. Rồi ăn gì là cũng nói bắt buộc bả là phải ăn theo cái đó chứ không được ăn tự do theo bả. Bây giờ tụi con trai thì mợ cũng phải sống theo tụi con vậy đó. Được thì con phụ cho. Đúng là ngày đêm bà khóc mình nhìn. Hồi đó thì hai vợ chồng ở cái giường tre, nói chung là nó sập nát hết. 6 năm trời mà hai vợ chồng nấu cơm đổ xuống đó, rửa chén, lặt rau cái gì cũng đổ xuống đó, giặt đồ đổ xuống đó. Mà giặt đồ thì chỉ còn có một cái tay bóp thôi. Ở bến vậy thôi chứ còn không có giò hai tay được. Yeah. Rồi tôi cái ngày ông chết được tháng mười mấy ngày á. Yeah. Tôi mới thấy tôi nói chung là tôi vừa cất hết nổi rồi đó. Yeah. Cứ ngày bốn năm bịch là không có dục nổi. Yeah. Tôi mới về tôi khóc, tôi nói với ông xã tôi nói cảnh này hoài chắc em cũng trốn em đi chứ em không có làm nổi. Yeah. Rồi mình đâu có phải nợ nần gì đâu, tự nhiên đi dục cất dục đáy bà già mình chưa dục mà dục cảnh này là không dục nổi. Bắt đầu chòm sớm thì nè, nói chung là nào giờ người ta cũng vẫn biết vợ chồng tôi gì đối nhân sự thế chòm sớm như thế nào thì người ta biết. Tao mới nói thôi giờ tụi bay giờ là cố gắng nuôi vậy thì tụi bay cho người cũng như chị em trong nhà, rồi người chòm sớm người 500-300 không có xin vòng vòng xa, chỉ vòng vòng quanh đây thôi là được 4.3 triệu. Tôi làm cái nhà tạm, cái cầu với cái quanh để ngồi bớt nước đặt đồ ra làm sao với cái quanh xã trước. Yeah. Như nói chung là xây được cái chỗ cho bánh nằm đó. Yeah.
Dạ. Được tự động vệ sinh rồi là tự bơi dội. Là nay tháng mấy nay là tôi đỡ á. Dạ. 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 À, chị cho em hỏi chút xíu là chị Út nè, chồng mất là vì Covid hay là cái gì hay là bị bệnh? Nói chung là ông bị từ hồi xưa giờ ông bị bệnh nền. Rồi. Thứ hai ông nữa là phổi. Chị anh chị có con không? Anh chị nào? Anh chị Út rồi nè. Năm. Chị Năm. À chị con chị Năm. Không, lộ. Không có con. Chị Năm chứ quên cái chị Út chứ Út hoài. Giờ ở cái nhà này là đất đã bán người ta rồi. Đất bán rồi. Bán tận trị lưng cái lưng cho bà đó. Lúc mà mổ cái lưng nè là bán trị bệnh rồi. Giờ chị ở lộ đường xe. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị nha. Vô thấy bà lớn mà cứ chị nổi đâu. À cái căn nhà là bán lâu rồi. Căn nhà này là cái nhà trên mà bán rồi, rồi bắt đầu ông lấy 30 triệu ông xây cái bên cái đường xe. À một cái góc kia đúng không? Cái góc đó. À. Còn trên mà bán nằm đây là đã bán rồi. À bà bán để làm gì vậy cô? Bán trị cái lưng á. À vâng. Nói cái... chung là gia đình cũng không có mà để đi xin đồng này đồ kia việc tự lo. Giờ lo cả cũng như ổng chết thì cũng mới bắt đầu là bây giờ là khổ đó. Còn ổng còn sống thì cũng dòm họ anh em. Chòm sớm, nói chung đây thì chòm sớm thì thương ông bà. Ông bà hộ nghèo không tiền điện luôn ở xã mà. Nghèo cái nó không có tiền đóng tiền điện luôn á. Chứ giờ giờ ổng vừa què hai cái giò. Dạ. Còn ổng chết tới nay có người biết người không mà. Bởi vì nên bà ngồi trong đâu có ai cho bà tiền đâu. À đúng rồi. Con bà nào không đi ra ngoài được thì không không ai biết để mà cho. Chị nói bước vô đi, bữa nay tôi làm rất là sạch sẽ rồi. Còn một lần là không thể bước vô được. À. Đồ ai cho từ thiện thì xin gom hết về để đó rồi. Cũng như có xe là lấy. À. Lấy đi từ thiện, ta cho ổng là không xài á. Là cũng cho đi từ thiện. Tới tháng là xuống chợ. À. Lết không có hai cái giò vậy gì, tại vì nó không còn ngay được á. Ừ. Nó quên lại rồi lết vô cực dữ lắm. Biết nhưng mà nói có hồi nói chuyện cũng hơi đâm ban mà đó đó là bị tai biến á, nói chung là bả mới bị tai biến này khoảng chừng năm nè, là bả nói chuyện nghe nó tạch tạch á, bị tai biến cho nên là nói cũng khó. Khó nói nhưng mà điều mà ăn uống ngon, nó còn ăn uống ngon lắm. Dạ. Mà tội có một cái là kiểu anh em dòng nghèo quá sao không có ai mà tới mà thăm mà lôm gì hết. Chứ mình ví dụ khổ còn được dòng họ. Bả là không hề luôn, từ ngày ông chết tới giờ là không hề một người mà hai ông chết mà thăm á. Tại vì chết ngay Covid. Lúc đó là ngay cái đường này là găng dây nè. Là đưa đám ma ông phải đưa lên trên đó, đi vòng ra lộ đâm lời rồi mới bắt đầu mới đi vòng ra tòa thánh. Đó mà thì là ai tổ chức cho chị luôn. À. Chị không có lấy ai ngàn nào hết. Vâng. Chỉ cũng như là đám ma Covid là không có tốn, không có để ăn ai cái gì hết á. Dạ. À. Nên chị không có chấp điếu. Vâng. Chứ chị lúc đó là chị chưa có, nói chung là không có tư thế cái gì hết á. Vâng. Rồi chị nói bây giờ là cậu mất rồi thì cậu ruột của chị em trong nhà là tự chôn tự lo. Vâng. Rồi hàng thì hàng cấp tế. Còn cũng như nhang đèn bông hoa thì tự chị em bỏ ra mua thôi, chứ không có lấy tiền nhận tiền ai hết. Rồi có nói là sau này ai có cho là cho mợ còn sống ở lại đó, chứ còn cậu là yên thân rồi. Mã mồ cậu xong hết tổng cộng là chắc 12-13 triệu gì đó, là chị lo đầy đủ hết rồi. Nhưng mà không có nhận tiền của ai hết. Bả chưa mã ông ra sao mà. Không biết không chưa biết mã luôn. Chứ đâu, đã nói cái đó cái giường đi. 6 năm rồi đó, bả chưa lết ra tới ngoài trước này mà. À 6 năm rồi chưa lết qua ngoài trước. À. Mà bây giờ sạch sẽ vậy là mà làm mừng ngồi biết mừng đó chứ chưa có. Còn cái giường vừa nãy là mới xây đúng không? Mới xây được 1 tháng. À còn trước là mùng 6 bữa nay mấy? Là này vậy là 1 tháng mấy rồi. Ông chết gần 2 tháng chị xây á. Còn cái giường cũ là giường tre. Giường tre. Giường tre mà nó gãy vậy. Mỗi lần mà thay tấm niệm bả đó. Là chị đứng lên là gãy vạc á. Gãy vạc sụp luôn. Tay rồi gói hết á.
Này, cái đầu gối này cũng do này do bả không nè. À, à, nó sập vạc á. Sập vạc à. Sập vạc nó bả không có ai mà để lỡ được bả với chúng ta gớm nữa. Tại giờ chị thấy chị nói thôi giờ mình muốn làm cho sạch sẽ nó tới cho thăm á. Vâng. Là phải cho sạch chứ để nó thôi người ta không tới. Đó. Một bả thì được, có một cái là bả ngồi trên trên giường đó rồi bả lau chùi dọn dẹp kiểu như là vệ sinh cái chỗ ăn uống bà biết nước bà rất là sạch mà có cái nước là đi không được với co giò thẳng ra không được thôi bà giờ có nước giờ ăn được sống được ngày nào sống chứ. Còn cái căn nhà này trước là ai xây cho hồi xưa là hai vợ chồng xây à. Cũng như không phải hai vợ ở trên xã cho à, vâng. Cũng như là mà giúp hộ nghèo á à. Cho tiền xây bên mấy bên đây sau này bà bệnh cái năm 2015 á, 2015 á bà bệnh cuối năm 2014 á bà bệnh 6 năm rồi, bà bệnh rồi bắt đầu mới bán nhỏ cháu bên đây là 4 mét, 4 mét rồi bắt đầu mới đưa là hồi đó là thị trường là 80 triệu mét, mà bán có 35 triệu mét để lấy tiền gấp đặng xây vô ra đặng đi chữa bà đó, vâng, là 140 triệu, mạnh 140 triệu là nói chứ không biết đưa kiểu đưa lần đưa hồi chứ không có tiền liền để mà không đưa mà cục ngay mà đưa còn là ít một đúng không? Cũng như là thí dụ như chạy chữa khúc nào là đưa khúc đó vậy đó là hết rồi nghe nói thôi nghe cậu nói chứ hồi đó không có liên can với cậu rồi cậu nói là cậu xây cái nhà đó là 30 triệu xây đường xe nếu sau này mà người ta có đuổi thì qua bên đường xe ở thì từ hồi xưa giờ ở đây thì có lộ 4 mét nhà bên đây 2 mét bên kia 2 mét xây qua bên đó là 2.4 mét đó. Rồi cậu mới cũng như nói chung là cậu chưa chết cậu cũng chuẩn bị rồi. Chuẩn bị để sao mà có gì đừng có chỗ ở. Nhưng mà không nghĩ là bà hết chứ không nghĩ là bà liệt luôn vậy. Ở hồi đó mạnh khùng mà. Rồi cũng mạnh mà cũng dữ dằn lắm à. Dạ vâng, vậy anh em chúng con cảm ơn cô. Và anh em chúng con bây giờ lên đường đến đi chờ quay trở lại một gia đình có căn khác. Và xin hẹn gặp cô một dịp khác. Nếu mà có mạnh thường quân nào liên lạc với lại anh em chúng con thì anh em chúng con sẽ quay trở lại thăm cô một lần nữa. Vâng, xin cảm ơn câu chuyện đẫm nước mắt của cô ạ. Vâng, xin chào cô ạ. Và bài hát gặp cô lại. Cảm ơn hết anh em Mạnh Thường Quân nha. Có gì ủng hộ giúp đỡ giùm cho bà cũng như thay vì cũng như đi chùa đi. Giúp đỡ cho mợ cho được phần nào á. Mình cảm ơn. Không dòng họ, không con cháu, không anh em. Nói chung bây giờ tụi tôi lo là cái lòng từ bi của tụi tôi thôi chứ bả là giờ mọi dâu mà. Tôi lo thì tôi lo, tôi không lo thì bỏ thì chết cũng phải chịu thôi. Mà mình không có nở được như tí đi chùa thì được phước vậy đó. Vâng, con cảm ơn mấy cô nhá. Con chào cô nhá. Chào mừng bạn đã đến với kênh Long DK Hải Yến kết nối